Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, và hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 1 tháng Giêng, tức là ngày đầu xuân năm Tý, thì cũng có chư Phật tử tề tựu đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Chư Phật tử cũng vừa đọc kinh cúng dường Tam Bảo vừa xong, sau đó chư tăng có đọc bài kinh Phước Thí, mục đích là cầu nguyện cho gia đình của chư Phật tử nói riêng và tất cả chúng sanh trong pháp giới nói chung, kẻ âm được siêu, người dương được nhẹ nhàng thơ thới vậy. Theo cái truyền thống của khất sĩ thì bài pháp là quan trọng hơn hết. Vậy trước khi đi vào buổi giảng hôm nay, tôi cũng xin nhắc lại là tôi về đây cũng ba mấy năm rồi, thì cái mục đích của tôi là muốn cho tất cả Phật tử đều thành Phật chứ không phải về thành trời. Cái đó là cái khó khăn, đó là cái mong cầu của Thái tử Siddhartha lúc ngài xuất gia. Thì trước lúc đó là có 62 tôn giáo bạn rồi, thì đưa về các cõi trời thôi. Thì ngài đi tìm đạo 5 năm khổ hạnh, 6 năm tìm đạo, ngài thấy đưa tới không đưa tới giải thoát, tức là chỉ chuyển nghiệp thôi, mà giải thoát là vấn đề mong cầu, tức là từ nay không còn lang thang vô lượng kiếp nữa. Cái đó là một cái đau khổ nhất của một chúng sanh của chúng ta. Nhưng mà biết bao nhiêu người không giải quyết được, cho đến Thái tử Siddhartha ngài mới giải quyết. Thì ngài nấy thấy rằng 62 tôn giáo bạn mặc dầu là cố gắng đi tìm giải thoát, nhưng mà rồi cũng lọt vào cái vòng luẩn quẩn của người trời. Thì tôi đọc kinh, tôi thấy cái biển kinh mà tiếng rống của con sư tử, tức là sau khi mà ngài thấy rằng 62 tôn giáo không đưa tới giải thoát, thì ngài ngồi dưới cội bồ đề sau 49 ngày và thành chánh giác, tức là thấy con đường giải thoát. Thì chúng ta thấy là lúc đó ngài tính nhập nhập diệt, tức là bỏ xác chứ không giáo hóa. Thì chúng ta thấy đạo Phật là một vấn đề khó khăn. Ngài đắc quả rồi mà ngài tính không giáo hóa, tức là chúng sanh không có tiếp thu đạo Phật được. Chúng ta thấy rồi, thời chánh pháp và thời Đức Phật mà còn dạy hướng gì bây giờ. Thì ngài lưỡng lự, thì chư thiên ở trên cõi trời đồng tâm thấy rằng nếu Thích Ca mà nhập diệt thì chúng sanh sẽ tối om, cứ luẩn quẩn mãi trong người trời, trong vấn đề luân lý, bổn phận và quyền lợi, giống như bây giờ của chúng ta. Thì xuống quỳ lại xin Đức Phật hãy giáo hóa. Thì ngài dòm ra cái hồ sen trước ngài đó, thì ngài thấy có những cọng sen nó chìm ở dưới đáy nước, đó là hạng hạ căn. Có những cọng sen lơ lửng trên mặt nước, đó là hạng trung căn. Giờ có những cọng sen vượt khỏi mặt nước rất cao, đó là hạng thượng căn. Ngài thấy trong cõi đời lúc nào cũng có ba lớp đó. Vậy thì hạng trung căn và thượng căn có thể tiếp thu được đạo Phật, còn hạ căn đành phải chịu thôi. Nhưng tới cái thời mạt pháp thì ngài biết rằng chúng sanh không còn tiếp thu nổi nữa, cái hàng thượng căn trung căn đã đi hết rồi, còn cái hàng hạ căn của chúng ta thôi, thì khó mà đi qua đạo Phật. Mà cái mục đích của Phật Thích Ca là muốn chúng ta thành Như Lai. Thành ra sau đó ngài mới phương tiện chỉ các pháp môn tịnh độ, tức là nhất niệm thay vì sanh về cõi trời
Nhưng mà nếu phát nguyện thì Đức A Di Đà sẽ tiếp dẫn về giáo hội Cực Lạc của Ngài. Đó là khi Phật Thích Ca đã tịch rồi đó. Hay 1.000 năm thì mất hết 500 năm vì thâu người nữ, 1.000 năm chánh, 500 năm chánh pháp, 1.000 năm tượng pháp và 10.000 năm mạt pháp. Thì bây giờ chúng ta thấy thời buổi mạt pháp, thì cái đạo Phật dường như nó mất hẳn, mà người giảng về đạo Phật dường như cũng không còn, cái bánh vẽ thôi chứ đừng nói chứng đắc. Thì tôi cũng tha thiết trên vấn đề đó, thì tôi không biết có đắc hay không, thì tôi biết là nó khó, nhưng mà làm sao cho nó sáng tỏ. Bây giờ nhiều tôn giáo quá, thì trong cái bài kinh thiết cho tụi dân Kalama này là có nói 62 tôn giáo đến đó giảng đạo, thì tới Phật Thích Ca đến giảng. Thì người dân đã bạch rằng chúng con trước đây đã có 62 tôn giáo đến, ai cũng nói cái đạo mình đúng hết, rồi Ngài đến đây nữa rồi tụi con biết ai là đúng. Thì một câu nói của Thích Ca chúng ta ghi nhớ là các con đừng tin ai hết, cả tới Như Lai. Đừng tin truyền thống, đừng tin là do người xưa nói, đừng tin do các vị tổ nói, đừng tin là, nghĩa là đừng tin bất cứ cái gì hết, nhưng đừng bác bỏ cái gì hết. Bởi vì cái đạo giải thoát là nằm trong cuộc sống. Có cuộc sống đau khổ mới có đạo Phật. Nếu ngoài cuộc sống ra là không có đạo, không có niết bàn, thì cuộc sống này chính là địa ngục, cũng chính là cõi trời, mà cũng chính là cõi Phật. Khác nhau ở cái nhận thức thôi, tức là ở cái tâm thôi. Mà chúng ta là có thân, hoàn cảnh và tâm. Thân thì quý vị ở đây thấy rồi, rồi cái hoàn cảnh tức là cái thời buổi mà chúng ta đang sống, cha mẹ, xã hội và cái thế giới. Còn cái tâm, cái nhận thức là cái hiểu biết. Thì cái đó là cái quan trọng nhất. Mà ở đây tôi thường lặp lại, mà tôi thấy quý vị không nắm được, tôi cũng khổ sở vì vấn đề đó. Quý vị nắm cái tâm rồi, quý vị có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống này. Còn cái thân và hoàn cảnh là nó phụ thôi. Thành ra chúng ta có ba cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cái nghiệp của xác thân, cái nghiệp của cái miệng và cái nghiệp của cái ý. Thì cái ý là cái quan trọng nhất. Chúng ta còn kêu là cái linh hồn. Nhưng mà cái ý nó có những cái vọng, là cảm giác, là nhận biết mà chưa phân biệt. Tư tưởng là cái nhận biết mà có phân biệt. Ý chí là cái nhận biết có phân biệt mà có tính toán, lựa chọn, quyết định để hành động, tạo nghiệp. Và cuối cùng là những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm, tội, phước đã làm trong cuộc sống. Thành ra có bốn cái tâm đó, mà đều là vọng tâm. Đều là vọng tâm, tức là đưa chúng ta vào con đường lẫn quẩn. Mà 62 tôn giáo bạn đã đạt tới bốn cái tâm đó, mà không đi tới cái tâm giải thoát. Mà tâm giải thoát ở đâu? Cái đó là cái khó khăn. Thì Đức Phật sau 49 ngày thì Ngài thấy cái tâm giải thoát ở ngay, nghĩa là cái chân tâm ở ngay trong vọng tâm. Thì tất cả những cái pháp môn, những cái tu tập, những cái từ từ lai rai, bổn sư và tất cả điều kiện đều phải dứt bỏ hết. Những cái trò chơi, những cái pháp môn, những cái tôn giáo từ xưa giờ đều sai lầm hết, đều không đưa tới giải thoát. Chỉ là nhận thấy rõ ràng như vậy, thì Ngài thấy cái này chúng sanh không làm được. Thì chúng ta thấy chúng ta bây giờ cũng vậy đó. Chúng ta cuộc sống chúng ta có rất nhiều vấn đề, chúng ta hưởng thụ rất nhiều, rồi chúng ta đạt rất nhiều vấn đề, rồi chúng ta bắt đầu cải sửa vấn đề. Đó là một cái đau đớn nhất của từ xưa và đến nay, và chắc mãi mãi về sau. Mãi mãi về sau thì chúng ta thấy thế giới qua mấy kỳ rồi. Năm 2000 tận thế, rồi không có, rồi năm 12, 21 tháng 12 tận thế, rồi cũng không có.
nhưng mà không có thiệt hay không thì chúng ta thấy là vấn đề đó là không thể nói là không có, mà cũng không thể nói là có. Thành ra cái đó Phật tử đa số rất là sợ. Nhưng mà đối với chúng ta thấy rằng nếu mà tận thế hay là tận diệt thì trước sau mình cũng chết. Nếu thế giới này không tận thế mình khỏi chết sớm. Thành ra mình phải tìm hiểu. Nhưng mà chết là cái gì? Chết là hết hay là chết mà vẫn còn? Mà cái gì còn? Thành ra chúng ta thấy rất là khó. Chẳng hạn bây giờ thế giới đang ở trên cái núi lửa, không biết chừng nào nó nổ. Thành ra cứ hồi hộp hoài, ba hồi dày, ba hồi khác tận thế. Một Phật tử không ngờ những cái mà khổ sở cuộc đời này là chính do mỗi người của chúng ta, do mỗi người của chúng ta tạo ra. Rồi chúng ta sợ mới chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại lăn xăng để tìm con đường thoát khổ. Thành ra thế giới tất cả các nước mới họp lại kêu là Liên Hiệp Quốc để tìm một bài biện pháp, một giải pháp hòa bình cho thế giới. Thì có một vị thiền sư nói rằng nếu mà Liên Hiệp Quốc tìm hòa bình thế giới là vô tình đặt cái nền tảng cho chiến tranh, vô tình làm chiến tranh nhiều hơn nữa. Thì câu nói đó mình thấy khó hiểu, nhưng mà nếu qua đạo Phật chúng ta thấy dễ hiểu thôi. Chính chúng ta cũng vậy, chúng ta sống là chúng ta đặt vấn đề, rồi chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề. Mà giải quyết vấn đề thì sanh ra vô số vấn đề nữa. Mà vấn đề là gì? Vấn đề là đau khổ. Vấn đề là đau khổ. Mà đau khổ thì tìm cách giải quyết nó là thăng qua cái đau khổ cao hơn, nhẹ hơn. Thì đó cũng là đau khổ. Nếu nó là xiềng cây, xiềng xét thì thăng qua thành cái xiềng chì, rồi xiềng đồng, rồi xiềng bạc, rồi tới xiềng vàng, cứ thăng mãi thì vẫn nằm trong chuỗi xiềng. Đó là một cái vô lý nhất của tư tưởng, của cuộc sống từ xưa tới bây giờ. Chỉ khi tới Thái tử Siddhartha mới giải quyết được thôi. Mà giải quyết bằng cách nào? Thì chúng ta thấy giải quyết bằng cách không giải quyết gì hết. Đó là một cái khó khăn nhất và cái nhức nhối nhất cho chúng ta. Phật giáo tầm ruộng, nào nói tùm lum. Nhưng mà nếu chúng ta chịu ngồi thiền đi sâu, chúng ta sẽ thấy rõ nó. Thành ra hôm nay là tôi tính nói với Phật tử, tôi đề nghị đi ngồi thiền đó. Cái đó vấn đề tử học rất nhiều rồi. Đây có nhiều người trả bài mà không tiêu, nói tùm lum hết mà không nắm được cái gốc. Trả bài cũng trả vậy mà không nắm cái gốc. Bị học quá nhiều mà không tiêu quá. Không tiêu quá là do đâu? Do thiếu thiền định. Mà thiền định thì thời buổi này, nói tới thiền định thì trời ơi, có ai có thì giờ mà ngồi đâu. Ít nhất là cũng 2 tiếng mà hồi trở lên. Mà phải liên tục mỗi ngày, một lần, hai lần, ba lần, không cũng nhất một lần. Thành ra thời xưa Đức Phật mới yêu cầu là Phật tử muốn giải thoát, muốn đắc quả La Hán thì phải xuất gia. Thì phải xuất gia. Bây giờ làm sao xuất gia? Mà bây giờ mấy cái chùa chiền tịnh xá rất nhiều, nhưng mà có phải là xuất gia không? Không. Còn hơn đời nữa. Thì tôi nói là tôi hơi sợ, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Xuất gia thì phải không tiền, không bạc, không chùa, không chiền, đơn giản, sống cuộc sống thật là đơn giản. Chỉ vậy, đặng để thì giờ mà tu tập. Đằng này chùa to, cột lớn, rồi tiền bạc nhóc hết, rồi sơn phết sửa soạn mấy chục tầng lầu. Ông Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Quan Âm gì ông nói nấy bự đồ sổ, có tỷ tỷ không. Mà trong lúc đó người Phật tử, người dân nghèo chết luôn, đầu tắt mặt tối, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có mạng. Thì chúng ta thấy là đi ngược. Thời Phật Thích Ca còn tại thế có thờ cái gì đâu. Không có thờ cái gì đâu. Thì vô là lại Phật thôi, mà lại Phật là lại Pháp. Phải nghe Pháp, phải hiểu Pháp. Thành ra đây Phật tử đến thăm tôi là tôi không có cho thăm, mà đến thăm đó là một là phải trả bài, phải trả Pháp. Còn cái thứ hai là cầu đạo thôi.
Tôi mới đưa quý vị là tám giới là nó rảnh rang một chút. Tôi thấy không có người nào rảnh hết đó. Bữa nay vô đây ngồi vậy chứ cái tâm đâu có ở đây. Rồi con cháu rồi ở nhà nó đủ thứ hết. Mong cho mau mau sư nói cho lẹ nè con về nhà. Hiểu vậy thấy vậy gọi làm sao có thì giờ. Đây là chỉ mới là cái bánh vẽ. Trâu nó ăn cỏ thì ăn rơm thôi. Nhưng mà ăn rơm thì vô trong mình thì cũng còn là rơm chứ đâu có tiêu hóa được, đâu có thành xương thịt máu của nó được. Cái ăn thì nó dễ mà cái tiêu hóa là một vấn đề khó khăn. Ăn thì chừng nửa tiếng, tiếng là trâu bò nó ăn xong rồi. Nhưng mà nghiền ngẫm cho tiêu hóa còn 7-8 tiếng. Phải nghiền cho nó lâu, có gì quý vị ăn mà lộp xộp đó rồi không tiêu rồi bệnh. Ăn muốn tiêu là phải nhai cho kỹ cho lâu. Không? Rồi về nghiền ngẫm mà nó mới thành máu thịt xương của mình. Do cái đó mà tôi thấy Tết chắc quý vị rảnh nhiều. Nên là tôi muốn đề nghị là mùng 4 Tết nếu có rảnh thì chúng ta ra biển Ba Động để ngồi thiền. Tôi thấy chỗ đó lý tưởng, tôi đi mấy lần rồi. Tức là cách đây cũng là 40-50 cây số và đi 1 tiếng rưỡi á, đi xe hơi á. Thì ai có rảnh đi không rảnh thôi. Tôi thì tôi đi rồi đó, thì 4 giờ sáng chúng ta đi. Nha, tới 5 rưỡi, 1 tiếng rưỡi á. 5 rưỡi rồi chúng ta ngồi coi mặt trời lên, 6 giờ, 6 giờ 15 mặt trời mọc. Mọc thật là đẹp từ biển đó. Thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta giàu bận rộn cái gì mà ra với cái bờ biển mênh mông chúng ta như một hột cát ở trong bãi sa mạc. Thì cái tâm nó bắt đầu nó cởi mở. Chúng ta còn phải nhờ hoàn cảnh mà. Chúng ta phàm phu. Nếu chúng ta sống gần mực thì đen, gần cờ bạc là chúng ta nhiễm, gần rượu thì chúng ta say ngay. Mà nếu gần người tu, gần cái bãi biển bao la như vậy, không dính mắc một cái bụi trần gì hết, thì dầu muốn dầu không con người chúng ta cũng cởi mở, cũng sáng suốt thông minh. Thông minh theo cái thế tư tưởng á. Nhưng mà nương vào cái này chúng ta có thể qua cái trí huệ bát nhã. Thành ra tôi thường xuyên là tôi ra ngoài biển hay bờ sông lớn là tôi ngồi thiền thôi. Thì ra đó là tôi bắt đầu bắt kiết già là tôi đi vô định rồi đó. Còn ở tỉnh xá thì đâu có về. Nửa tiếng, 1 tiếng mà chưa chắc vô định được. Mà tỉnh xá này là tương đối thanh tịnh nhất đó. Thành ra quý vị thấy tôi cũng còn phải nhờ hoàn cảnh đấy. Thì đó là tôi đề nghị quý vị thôi, ai có rảnh thì bữa mùng 4 tổ chức vô tỉnh xá Ngọc Vân, không? 4 giờ sáng. Thì từ đó là tôi bắt đầu tôi đi. Rồi quý vị tự tổ chức ơn nè. Chứ tôi không có làm mấy cái đó nổi. Nhất là người nữ đó thì tự mấy cô làm ơn nè. Chứ mấy cô là tôi ngán lắm, khó khăn lắm. Rồi nhớ là ngoài đó gió dữ lắm nha. Đem đồ, đem khăn, đem đồ ra. Ở đây thì nó nực, nhưng ra ngoài là gió nó lạnh đấy. Rồi nếu quý vị ấy tôi thì tôi ở tới chiều tôi mới về ạ. Ăn đem thêm cơm theo, tôi thì có bữa trưa thôi. Thì trưa muốn ăn lúc nào đó ăn. Mỗi người phải đem theo. Cái tổ chức nhóm nào mà hợp nhau đó. Ở đây thì nó nhiều phe lắm. Thì phe nào hợp đó thì cứ tổ chức đi. Tôi thì không dám rớ vô mấy vụ đó đâu. Thì đó là bữa mùng 4, 4 giờ sáng quý vị đến Ngọc Vân. Thì chúng ta cùng đi. Còn ai bận quá thì thôi, cái này không có bắt buộc. Thì bây giờ chúng ta trở lại bài giảng. Thì tôi đã nói đạo Phật đó nó gồm có 3 cái thôi, từ xưa giờ và mãi mãi về sau. Nhưng mà cái giải thích là cái khó khăn nhất. Một là giới, hai là định, ba là huệ. Thành ra Phật tử nào mà đến với tôi là phải trả giới định tuệ à, còn thôi đừng có đến. Thành ra tôi không bao giờ tiếp người Phật tử mà làm biếng. Đến mà hỏi không biết gì thì tôi bởi thôi xuống về đi. Nhất là nói bị tại vì bởi là tôi không bao giờ đồng ý cái đó. Để con về sắp xếp này kia rồi rỗi rảnh con tu, tôi đến con nghe pháp, con trả bài, tôi nói thôi về đi. Rồi chừng đó vô lò thiêu trả bài luôn. Tôi còn không biết tôi sống tới bao lâu à. Tôi đang nói chuyện đây tôi chết lập tức tại đây. Cái đó là vẫn xảy ra như thường. Thành ra quý vị đến tôi chuẩn bị ha. Rồi cái giải thích là còn đi sâu nữa. Chuẩn bị vậy là tôi cũng vui rồi. Là 5 điều ác không làm, 5 điều thiện phải làm. Rồi tới cái tiến trình của 5 quẩn. 5 điều ác không làm, 5 điều thiện phải làm. Đó là giới.
Rồi cái tiến trình của năm uẩn đó là định và huệ. Ở đây hôm nay tôi giảng về cái đó. Rồi quý vị thuộc lòng. Rồi khi nào muốn đến gặp tôi thì cái đó là tôi hỏi trước, còn không là tôi đuổi ra. Tôi nói trước, cái tánh tôi thì nó cũng hơi thô lỗ đó. Tôi thì dễ mà rất khó. Dễ là quý vị chịu tu ạ, còn khó là quý vị không tu thì tôi hơi khó ạ. Nhất là những người tu lâu, tôi thấy là tôi hơi đau lòng đó. Những người mà già lớn tuổi rồi, có con có cháu rồi, thế mà vẫn còn sửa soạn đó. Tôi thấy là bữa nay tôi phải nói để tôi thấy ông số là không bỏ được. Rồi làm sao giảng sanh? Muốn giảng sanh là cái ý chí mình phải thật là mạnh. Con cháu rồi mà còn thoa son rồi phấn nhuộm tóc nữa, tóc bạc nó xấu hơn tóc đen sao? Nó lạ lùng cho nó. Rồi tóc đen nó xấu hơn tóc đỏ sao? Trong lúc ở ngoài người ta đói muốn chết, mình để nhuộm tóc chơi vậy. Lúc nào tuổi đó là tuổi cạo trọc chứ không có để tóc nữa. Rồi đi kiếm tôi, gặp tôi là tôi nói à, tôi nói thẳng, tôi là tánh tôi nói cái đầu bà dính cái gì đầu tóc đen mà dính gì đó, tôi trói ở trên đầu tóc. Rồi cái mặt gì đem đi thoa son rồi phấn để nó lủng lỗ hết trơn. Nhưng quý vị nhớ nếu vậy thì tránh tôi, mà đừng có kiếm tôi. Kiếm tôi là tôi nói à, cái tánh tôi vậy là tôi muốn tất cả đều thành Phật hết đó. Mà muốn thành Phật thì cái giới học là căn bản nhất. Thành ra cứ tránh tôi không kiếm cái gì đâu. Tôi nói tôi không kiếm, mà quý vị kiếm tôi thì phải chịu à. Tôi nói trước, tôi nói thẳng à, tôi muốn tất cả đều thành Phật. Gặp tôi thì phải trả năm điều ác, không làm năm điều lành phải là. Cái đó là đời Đức Phật dạy ạ. Ông tể tướng gì đó gặp ông Ô Sào Thiền Sư ngồi trên đó thì mình thấy là xưa đến nay cũng vậy. Thì tể tướng nói trời sao ngài ngồi cao quá vậy, ông sợ chết sao, té xuống rọi tay. Nói tôi coi mà chưa cao hơn ngài. Tể tướng nói trời ơi, tôi đi kiểu mà tôi dưới đất mà ngài trên ấy, mà ngài nói tôi ngồi cao hơn ngài. Ngài mới đáng ngại đó, đáng lo đấy. Thì hỏi lần thứ hai, tể tướng lặp lại, ông Ô Sào lặp lần thứ hai, ngài nói tôi không hiểu. Thì Ô Sào sẽ lặp lần thứ ba, ngài hiểu. Tể tướng mà quan lớn trên vua dưới ông, thì ông nói ngài nói đúng rồi. Tôi ngồi cao quá trên vua dưới tôi thì tất nhiên tôi có hành động gì mà bị sàm tấu mà cái ông vua nghi là tôi lật ngài, tôi phản đối, tôi chống lại. Thì nếu tôi ngồi cao thì linh quan ở dưới nó ghét, mà ông vua cũng lo nữa. Nếu tôi phản ngài thì ngài làm sao làm kịp. Thành ra cái chỗ tôi ngồi tôi biết rồi, tôi sẽ kiếm cách, tôi từ chức, tôi sẽ đi tu. Nhưng bây giờ ngài cho tôi biết coi đại ý Phật pháp là gì. Nếu tôi đi tu tôi nắm cái gì làm gốc? Thì Ô Sào Thiền Sư nói rằng Phật dễ lắm, thấy không? Chư ác mạt tác, chúng thiện tưởng hành, tự tịnh kỷ ý, trừ thị chi Phật giáo. Đừng làm các điều ác, phải làm các điều lành. Rửa cái lòng là cái tiến trình năm uẩn cho trong sạch. Có bấy nhiêu thôi. Tôi nói trời ơi, tưởng cái gì, cái đó là con nít 3 tuổi nó còn biết nữa mà. Thì Ô Sào Thiền Sư cười. Con nít 3 tuổi nó còn biết nữa, nhưng ông già 80 tuổi cũng chưa làm được. Ngài làm được không? Phật tử ở đây làm được không? Con nít 3 tuổi nó cũng trả được cái đó. Quý vị giữ năm điều ác được không? Không sát sanh, làm năm điều lành, không sát sanh phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục hai con thôi, không nói dối mà phải nói lời chân thật dịu dàng, không ghiền các chất say nhất là rượu, mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Được không? Bạch sư nó dễ ơ. Nhưng mà về thỉnh thoảng là con thoa son rồi phấn một chút thôi. Con ăn chay lại hỏi 10 ngày thôi, có khi còn có 6 ngày nữa. Còn con thèm nữa thì con ăn đụng. Cái gì mà giải đãi quá, tôi buồn à. Tôi nói thật tôi chưa có đắc quả đâu. Tôi chán nản là tôi rút á. Nhất là những người lớn tuổi, Phật tử lâu năm rồi.
mà còn thoa son, còn dồn phấn rồi này, còn kẻ chân mày này kia đủ thứ hết trơn. Cái gì thiên nhiên là cái đó đẹp vô cùng, cái gì nhân tạo là cái giả dối thì có đó sẽ đau khổ. Tắm rửa rồi sạch sẽ rồi chúng ta thấy như ở đây mà dùng thuyết pháp rất là thiên nhiên, cái sự thấy rất là khỏe. Có cái nhà giảng bên trong kìa, mấy vị vô trong đó vậy khóc luôn, nó nực vô cùng. Mười mấy cái quạt máy mà làm sao bằng cái quạt máy này, mát vô cùng mà lại rộng rãi, quý vị ngồi bao nhiêu cũng đủ, đất rộng rãi như vậy. Vô trong kia nó tù túng muốn chết, cái kia là cất để khi nào mưa, chứ là tôi không có tiếc ở trong đó, tôi không có chịu đó. Hồi xưa tôi đi hành đạo như tổ vậy đó, đi toàn là ở ngoài trời không à. Còn bây giờ là sang hơn đó, hồi xưa thì lấy lá chuối đó che lên trên này nó loang lổ. Thì quý vị nên cố gắng mà như vậy, quý vị thấy cái tâm hồn mình nó sảng khoái, nó thoải mái, nó an bình vô cùng. Còn vô trong phòng kia quý vị mở quạt máy, cái mùi quạt máy nó bệnh chết luôn. Rồi cái không khí này nó tốt, không khí quạt máy biết bao nhiêu lần. Bây giờ thế giới đang yêu cầu mọi người đến trở về với thiên nhiên. Mấy cái chỗ mà ăn uống bây giờ ta cũng cất bằng nhà tranh, vách đất, mái lá, chứ không có mái ngói, không có mái thiết nữa. Mái thiết là cái thứ ngu, nó nóng chết mồ luôn. Mái tranh mà vách đất một gian sơ sài thì chúng ta nên nhớ chỗ đó. Thành ra bây giờ tôi giảng sơ lại về vấn đề là không sát sanh, nó bó là quan trọng hơn hết. Trong năm giới, cái giới đầu tiên là khó nhất. Còn bao chốt có thể là cái giới không ghiền các chất sai, nhất là uống rượu. Cái giới này nó ăn qua tâm rồi. Còn bốn giới kia là cái sát thân thôi. Mà giới này không giữ được thì phạm hết trơn mấy giới kia. Thành ra bữa nay là đầu năm, là ngày Tết. Thì người xưa nó có câu đó, Tết 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 vịt gà nó kêu chết chết. Nếu chúng ta suy nghĩ lại con người mình coi. Mình cũng có cha, có mẹ, có anh, có em. Mình cũng biết đau khổ trước cái chết. Bây giờ quý vị ai giết quý vị chịu không? Còn quý vị mà cha mẹ anh em bị giết quý vị đau khổ không? Mà coi thú nó có không? Thì chúng ta phải nghĩ cho đó. Nếu mà chúng ta ăn chay có nhiều cái lợi. Có nhiều bác sĩ không hiểu gì hết, nói là ăn chay thiếu chất bổ. Nếu mà ăn chay mà ăn với muối rồi với cà rồi một vài trái rồi biểu hôm sau không thấy thức bỏ được. Chay rồi có mì căng, có bó sổi, có đủ thứ hết trơn. Rồi rau cải cũng là đồ chay, rồi mỡ thì thay mà dầu. Có cái mì căng, bó sổi này kia, tàu hũ này kia đủ thứ. Một cái ký tàu hũ đó còn hơn một cái ký thịt thịt bò. Đó là bên khoa học chứng minh ạ. Quý vị thấy là quý vị ăn vậy là bổ khỏe. Một đó là được cơ thể mình khỏe, hai là không gây thù oán, ba là làm cho máu mình trở nên tốt, ít có sân. Quý vị thấy mấy người ăn mặn sân dữ lắm và thích chém giết, quen tay mà giết được đèo bồng thì mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng. Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục, tánh tình người lắm lúc đổi thay, thấm vào cơ thể lâu ngày mà hòa chung chất máu các loài thú muôn. Đời hăng hái say cuồng chém giết, bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi, hồn quang mà chết thảm không nguôi, thù xưa dương dấn dục xuôi giặc loạn. Thì quý vị thấy là chiến tranh là cũng do cái giết. Người xưa nói dí phỏng chúng sanh không nghiệp sát, thì người phương nào có động đao binh, nhà nhà chốn chốn đều tu thiện, thì thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Mà bây giờ tôi thấy giết nhiều quá. Nội cái Trà Vinh này, quán ăn quán uống vậy coi là quán giết biết là bao nhiêu, nhất ngày Tết này. Nhưng mà Trà Vinh bây giờ đỡ rồi, tôi về là ba mấy năm tôi nói vấn đề ăn chay, bây giờ tiệm ăn chay rất là nhiều, có thể nói ba bốn chục tiệm, chứ hồi xưa tôi về đây có ba bốn tiệm không ai ăn rồi làm sao bán. Nhưng mà nhờ tôi cổ võ hoài, tôi năn nỉ hoài rồi Phật tử ăn, thấy có người ăn thì có người bán,
mà ăn càng nhiều thì người ta mở tiệm càng nhiều, phải ăn đồ chay nhiều thì cái tiệm mặn mất đi. Thành ra quý vị cố gắng làm sao ăn chay, khuyến khích ăn chay, gia đình mình tất cả đều ăn chay. Thì hôm nay cái đầu tiên tôi nói cái lợi ích của vấn đề ăn chay. Nè, một đó là được sanh thêm tuổi thọ. Mình giết nhiều quá thì loài thú nó quán mình, thì thay vì mình sống 60 tuổi thì còn có 30. Chúng ta nhớ là ông Khổng Minh đó, ông giết hết cái dân Thác Đác gì đó còn mất hết 10 tuổi thọ. Mà ông cầu cho tuổi thọ trở lại cầu đâu có được, cái nhân quả đã ác quá rồi. Mà ông là một tay giỏi đó, ông biết thiên cơ, biết 500 năm về trước, 500 năm về sau. Nhưng ông nghĩ tới dân tộc Trung Quốc, cái dân Thác Đác nó rất giỏi. Chúng ta coi trong cái chuyện Tam Quốc, chúng ta thấy một người đàn bà nó đi đánh là cả dân chúng đánh, đàn bà đàn ông con nít thì đánh hết, nó đai con nó đi đánh. Cái dân tộc đó chừng mấy chục ngàn, thuộc về dân thiểu số mà. Nó bắn cung tên, nó lội ở dưới nước như con rái vậy. Nó đánh giặc, nó đem cái bánh gì đó mà nó chiên như là bánh tổ chúng ta vậy. Nó ăn là nó chịu từ sáng tới chiều. Dân thật là mạnh. Thì ông Khổng Minh, ông nghĩ là cha cái dân tộc này nó phát triển thì người ta không còn, nó giết hết người ta. Một người đàn bà của nó có thể đánh 7-8 người đàn ông Trung Quốc. Thì cái này là ông tốt chứ đâu phải xấu. Nhưng tốt mà vì chiến tranh thì cái nhân quả, có quả báo này vẫn trả như thường thôi. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca đó, giết dòng họ Thích là dòng họ của Ngài, Vua Lưu Ly kéo quân 3 lần Ngài cản, mà không được thì thôi, chứ Ngài không có đem quân mà đi giết dòng họ Thích hay Vua Lưu Ly, không có vụ đó. Cái nhân quả thì Ngài phải chịu, nó đã chín mùi rồi thì phải chịu thôi. Mà ông Mục Kỳ Liên không biết mới đem 500 người Thích bỏ trong bát để mà trốn cái xác đó, mở ra máu không, chết hết trơn. Thành ra chúng ta thấy chúng ta vì cái đó, thành ra trong kinh mới kêu cái đó là Atula thiện thần. Thành ra ông Khổng Minh khi chết là thành thần, thiện thần. Còn nếu không vì nước này kia đó, chống vua này kia đó, thì Atula ác thần. Chúng ta coi 15 hạng chúng sanh chúng ta phải hiểu. Thôi bây giờ trở lại, thì quý vị phải làm sao cố gắng. Cái đầu tiên là ăn chay trường, mà tôi thấy không được, mà tôi năn nỉ Đức Phật có dạy, đi sư trưởng dạy là 10 ngày thôi. Mà 10 ngày là tuyệt đối gà, vịt, heo, chó không ăn cũng không giết. Tuyệt đối à. Còn chỉ ăn tôm, cua, cá, tép thôi. Có người đã ăn không ngon, sự ăn không vô. Mình ăn để sống hay sống để mà ăn? Chúng ta phải nghĩ cái chỗ đó. Mình vì cái sự sống mình mà giết chết biết bao nhiêu sự sống khác, mình đau khổ không? Nếu mình nằm ở trong đó, mình là con gà, con vịt, người ta cắt cổ, nhổ lông, xé phai mình nghĩ sao? Thú kia nó cũng là thân, mà cũng xương, mà cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau thì chúng nó kêu ra tiếng kêu đứt ruột, mà tiếng la thì xé lòng. Chúng ta phải hiểu cái đó chứ. Thành ra vì mình muốn ăn an lạc thì đừng làm khổ đau người khác. Cái đó là cái thứ ba. Rồi cái tuổi thọ mình bị mất, mình phải nghĩ cái đó. Mà nếu mà ăn thịt thú thì nó thành thịt mình dễ sân. Quý vị sẽ thấy người ăn chay luôn luôn là hiền lành hơn. Rau cỏ mà thì nó thành máu của mình thì tất nhiên là con người hiền lành hơn nhiều. Còn thịt thú là nó nóng nảy này kia, nó sân si, nó ngu si, thì con người trở nên ngu si và hung bạo. Thành ra chúng ta thấy như kỳ rồi mà bên Bốt này Syri rồi qua giết Việt Nam, trời ơi nó bắt người ta nó xé xé thay xé mà mãi, toàn là ăn thịt uống rượu, toàn là nhậu nhẹt không. Rồi kết quả là chết hết, đâu có đâu được. Cái quả báo luôn luôn vậy. Vua Lưu Ly cũng giết 500 dòng họ Tích, rồi trở về sóng thần nó kéo không còn một mạng nữa. Chúng ta coi lại cái câu chuyện đó coi. Khi trở về trời tối rồi, ông mới ra là dàn quân ở ngay bờ biển đó, ngủ ở tại đó. Vua quân lính gì đó
Rồi nửa đêm sóng thần nó lên, chúng ta biết sóng thần mà, nó lên cả mấy chục cây số, mà đi cao một cái là 9-10 thước, nó kéo xuống một cái không còn một mảnh. Thì cái đó là cái gì? Thành ra cái cõi đời này chúng ta làm cái gì làm cũng không qua cõi nhân quả. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra cứ giữ giới đi, rồi cái phước báo nữa sẽ chiêu cảm đến mình. Quý vị phải có cái niềm tin vững chãi vậy. Nếu tôi nói sai là tôi chịu tội, tôi chịu xuống địa ngục. Giữ giới nó sẽ hộ cho mình. Thì cái giới là khi tôi đọc là cái lời của Đức Phật khuyên đó. Nó sẽ giúp mình có trí tuệ, tai qua nạn khỏi, phước tật bệnh tiêu trừ, phước sanh huệ trưởng. Rồi giữ giới sẽ được sanh lên cõi trời nếu mà chưa đắc quả la hán, và sẽ được giảng sanh về cõi Phật nếu mà đã giữ giới nhất niệm. Vậy thì tôi sẽ nói sơ về cái giới thôi, vì thời giờ không có. Thì quý vị cố gắng làm sao mình giữ giới, và khuyên gia đình mình giữ giới. Mà cái giới đầu tiên khó khăn nhất là cái giới sát sanh. Quý vị nhớ chỗ đó. Còn hết giờ. Còn cái thứ hai là giới thứ năm, tức là vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này tôi cũng nhắc thôi. Thì cái này quý vị qua cái tiến trình của năm uẩn nguy sẽ thấy nằm trong đó. Hồi xưa giờ tôi không để ý, là tôi giảng nó khó hiểu. Thì chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Quý vị nhìn là trong người mình nha. Tôi giảng pháp là không bao giờ tôi giảng ngoài con người quý vị đâu. Không ngoài cái sắc thân không đầy 2 thước này, nằm trong đó. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu óc này thì nó phải tiếp xúc với con mắt, là tiếp xúc với sắc trần. Cái tai tiếp xúc với thinh trần. Cái lỗ mũi thì tiếp xúc với hương trần. Cái miệng đó, cái lưỡi thì tiếp xúc với vị trần. Còn cái thân này tiếp xúc với xúc trần. Thì chẳng hạn như bây giờ cái đồng hồ đây, thì nếu con mắt chúng ta nhìn thì cái đồng hồ này là sắc trần, thì con mắt là căn, tức là sinh lý, và cái này là vật lý. Thì khi tôi để cái đồng hồ này thì đồng hồ nó nằm ở trên tròng đen của tôi, giống như cái kiến mà chúng ta soi mặt vậy. Để như vậy thì nó nằm ở trên cái tròng đen. Thì cái ngạ quỷ đó, tức là cái cảm giác, nó mới mượn cái con mắt này, nó thấy được cái đồng hồ ở trên tròng đen, chứ không phải ngoài nhá. Sau này tôi còn giảng đại kỳ nữa đó. Thì cái cảm giác mới mượn cái tròng đen. Tròng đen là sinh lý, có sự sống mà chưa có cái biết. Còn cái đồng hồ này chưa có sự sống mà chưa có cái biết luôn, kêu là vật lý, cái này kêu là sinh lý. Thì cái này sẽ nằm ở trên tròng đen. Thì cái cảm giác mới mượn cái con mắt tròng đen này để có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có, một cách lờ mờ. Thì cảm giác này tức là ngạ quỷ. Rồi tới cái đồng hồ này, bây giờ tôi gõ bật bột này, thì cái gõ này, cái âm thanh này là thuộc về lỗ tai chứ không thuộc con mắt nữa. Chúng ta nên nhớ, một vật nào cũng có đủ sắc thinh hương vị xúc pháp trong đó hết, tùy theo cái căn. Thành ra nếu mà tôi gõ cái đồng hồ này cọc cọc hay nó reo, thì cái đó cái lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, chứ con mắt không tiếp xúc với âm thanh được. Rồi thì cái tiếng này bắt đầu nó nằm trên cái màng nhĩ của tôi. Thành ra cái âm thanh với cái màng nhĩ là hai, còn cái âm thanh mà nằm trên màng nhĩ là khác nữa. Cũng như cái đồng hồ là khác, mà đồng hồ trên tròng đen của tôi nói khác thì không đúng, mà nói một thứ thì sai. Chẳng hạn như quý vị có cái kiến, bây giờ tôi lấy cái ly nước cà phê, cái ly sữa, tôi để trước cái kiến, thì trong cái kiến có cái ly sữa. Rồi tôi hỏi quý vị, cái ly sữa trong kiến là cái ly sữa ngoài này? Giờ là một cái ly hay là hai? Một hay hai? Quý vị chắc nói một, phải không? Cái ly sữa ngoài này, cái kiến cũng ly sữa này, sữa này mà lớn thì cái này cũng lớn, sữa này vuông thì cái này cũng vuông. Quý vị nói một,
Thì bây giờ quý vị lấy cái ly sữa trong kiến quý vị uống đi, rồi tôi uống cái ly sữa ngoài, chịu không? Vì nó là một. Cái ly sữa mà ở trong kiến mà với gương với cái ly sữa ngoài là một thứ hệt thôi. Nếu cái này vuông, cái ly này vuông thì trong này vuông, cái ly này nhỏ thì trong này nhỏ, cái ly này lớn thì trong này lớn. Có ly này là sữa thì trong này cũng là sữa, ly này cà phê thì trong này cũng là cà phê, một thứ hệt thôi. Đồng ý. Thì quý vị lấy cái ly trong kiến quý vị uống, mà tôi uống cái ly ngoài, chịu không? Thành ra mình phải tập ngồi suy nghĩ, mà cái suy nghĩ này chỉ có đi bờ biển, đi chỗ vắng 1-2 tiếng đồng hồ rồi mình thấy, mình mới thấy. Rồi tôi nói sơ quý vị về ngồi không, rồi suy nghĩ rồi đông bướm ra ngoài biển ọc ra rồi siêu giãn vậy đó, mình coi đúng hay không. Rồi tới cái âm thanh, cái đồng hồ này tôi gõ cọc cọc thì bây giờ con mắt không có thấy, phải cái lỗ tai nghe cái âm thanh đó, hay là cái đồng hồ nó reo như nãy. Thì cái này là con mắt chịu thôi, phải lỗ tai. Thì cái đồng hồ nó reo là khác. Còn cái màng nhĩ tôi nhận cái tiếng reo trên của đồng hồ thì nó lại khác nữa. Cái âm thanh của cái đồng hồ ở ngoài khác, mà âm thanh ở trên màng nhĩ nói khác lại trật, mà nói một thứ thì sai. Chị phải nhớ. Nữa rồi chúng ta đi sâu nữa ha, về kinh 66 rất là hay. Thì nó cũng giống như là cái ly ở trong kiến với cái ly ở ngoài cũng vậy, cái tiếng reo đồng hồ là khác, còn cái reo của cái màng nhĩ nó tiếp xúc cả khác nữa, mà khác là không đúng, mà một thứ là sai. Đó, thì bây giờ cái cảm giác của ngạ quỷ mới mượn cái màng nhĩ này, mới cho cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Hôm trước tôi có giảng rồi mấy lần rồi, nhưng mà tôi nhắc qua cái khác, tôi giảng cái khác, thấy không? Thì cái đó kêu là thinh trận, còn cái này kêu là sắc trận. Còn khi mà đánh nó kêu rồi thì cái đó kêu là thinh trận, cái phần của lỗ tai chứ không phải con mắt nữa. Rồi tôi đưa cái đồng hồ này lên tôi ngửi, mà nếu tôi sức dầu trong này hoặc là đi, mới đi đổ dầu thì cái mùi dầu tôi ngửi được nó. Thì cái này có phần của lỗ mũi chứ không phải của lỗ tai, không phải con mắt nữa. Cũng cái đồng hồ nhưng mà tôi mới đi rửa dầu thì cái dầu nó mùi hơi thơm. Thì cái này là phần của lỗ mũi chứ không phải phần con mắt, không phải phần lỗ tai. Nhưng mà cái dầu ở đây khác. Còn cái dầu mà lên cái lông mũi của tôi, cái màng mũi của tôi, quý vị rạch cái mũi lên, quý vị sẽ thấy nó có những cái gai. Cái chỗ đó là cái chỗ này nhận lấy cái mùi đấy. Thì cái mùi mà khi dính cái gai đó với cái mùi ở ngoài này thì không phải một mà không phải khác. À, ngồi thiền suy nghĩ nha. Thì tới trả bài tôi bắt trả đó. Tôi hỏi à, thì nó là hai mà không phải hai, một thì không phải một. Thành ra có người nói ông Sư Căn ông hay chơi chữ lắm, ông giảng không phải một mà không phải hai. Thì quý vị thấy nói sao bây giờ, quý vị thấy con mắt cái ly cà phê nãy đó, rồi dù quý vị nói cái ly cà phê ở ngoài, ly cà phê ở kiến một thứ, tôi không cãi. Thì quý vị lấy cái ly cà phê trong kiến quý vị uống, thì tôi uống cái ly ở ngoài quý vị không? Nếu quý vị nói là một, còn nếu là hai, bây giờ tôi đập tôi uống hết cái ly này rồi cái ly trong kiến còn không? Cũng không còn. Tôi đâu có chơi chữ gì đâu, là một sự thật thôi. À, rồi hãy hiểu được cái đó, là hiểu được con mắt, rồi hiểu được cái lỗ tai âm thanh của cái đồng hồ reo, rồi hiểu được cái mùi của cái đồng hồ. Thì cái này nó thuộc về cái lỗ mũi. Rồi bây giờ tôi mới đưa cái lưỡi tôi liếm coi cái này nó có vị gì, thì nó lạc nhách nè. Thì bây giờ cái phần cái mùi của cái đồng hồ này thì thuộc về cái lưỡi chứ không thuộc về mắt tai mũi nữa, quý vị phải nhớ. Mà cái đồng hồ nó có chất dầu, tôi liếm được cái dầu nó thì cái dầu đây nó khác, còn cái dầu nằm ở trên lưỡi tôi là cũng không phải khác mà cũng không một thứ nữa. Vậy ngồi thiền nghe không, tôi giảng này đây rồi về suy nghĩ thì tới trả bài đó. Tôi là khó à. Tôi muốn là quý vị làm sao cố gắng nghe vậy rồi quý vị về chả hiểu cái gì đâu. Nhưng quý vị ra biển ở chỗ nào thanh vắng vô chùa với sư Đức Phật nói đó. Rồi các con học giáo pháp rồi, các con hãy kiếm chỗ thanh vắng, căn nhà trống, thấy không?
ngoài đồng, tha ma, nghĩa địa, ngoài biển, không? Rồi hoặc là cái chỗ nào trống trải nghĩa địa ngoài, mấy chỗ đó sướng lắm ạ. À, mấy ngàn mã, mấy cô chắc không dám lợi đâu. Rồi ban ngày còn đỡ đỡ chút, ban ngày ban đêm chắc không dám. Tôi đỡ ban đêm luôn, ngủ luôn nghĩa địa mấy ngàn cái, nó đừng rợn cái lưng hoài không có ngủ được, thì phải thức dậy ngồi thôi. Nhưng mà chừng 3-4 lần cái nó quen thôi, vô đó là tham thiền cái gì cũng ra hết. Bằng đêm mà không ai dám đi nghĩa địa đâu, chỉ có mấy ông khất sĩ thôi, chỉ có mấy ông thầy tu thôi, không có sợ cái gì trơn á. Nếu ma nó lợi thì mình nói chuyện với nó chứ có gì đâu, nói với quý vị cũng giống hệt à. Nhưng có điều là nó không có xác thân, nó có cái bóng thức. Thì nếu mình tu thanh tịnh mình thấy cái bóng thức của nó, mình cũng có bóng thức vậy. Mỗi vị là có cái hào quang, tức là bóng thức xung quanh nó. Bữa nào quý vị sân quý vị mà ngồi thanh tịnh thì thấy là khi mình có hào quang đen là mình có những tư tưởng ác, những tư tưởng đê tiện, thì xung quanh mình sẽ tỏa ra cái hào quang đen. Người ta sẽ, người nào mà tu sâu nhị thiền tam thiền ta sẽ nhìn thấy. Còn khi mà nổi sân là xung quanh mình cái hào quang đỏ. Rồi khi mình thanh tịnh đó, thì cái hào quang trắng, thì quý vị là chư thiên đó. Tức là mấy bà mấy cô trời. Nó đừng có làm trời hoài thì mấy bà là trời đấy, thấy không? Còn nếu cái màu xanh đó là chư thiên, chư tiên. Tại sao tiên màu xanh? Tiên luôn luôn hy vọng sống lâu, các ngài luyện cho tới hàng tỷ tỷ tuổi. Cái màu xanh là cái màu hy vọng. Chúng ta thấy cái cây mà cái lá còn xanh thì cây là còn sống. Một cái màu vàng mà rực rỡ là cái màu đã về chiều, không còn ham muốn. Thì chúng ta thấy là cái hào quang nó rất hay, nó tượng trưng cho tất cả những cái tâm nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta ngồi nhập định mà chừng 7 ngày, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi sự vật có hào quang hết.